Xin chào cả nhà, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi trở lại và chia sẻ cùng các anh chị các bạn về phương pháp mua bán cổ phiếu trong thực chiến như thế nào. Và các anh chị các bạn đã có xem qua những cuốn sách của Quyết Ọt, những phương pháp về mua bán cổ phiếu theo phương pháp VXA, phân tích giá và khối lượng. Thì hôm nay tôi chia sẻ về cái biểu đồ của Quyết Ọt là của một chu kỳ của một cổ phiếu, thường gồm 4 giai đoạn. 4 giai đoạn của một chu kỳ của cổ phiếu. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tích lũy cổ phiếu. Cổ phiếu sẽ đi ngang trong một thời gian dài, có thể 3 đến 6 tháng, thậm chí là 1 đến 2 năm, tùy theo các tổ chức, các nhà tổ chức lớn thu gom cổ phiếu ở giai đoạn này. Và trước khi cổ phiếu tăng lên thì đây là những phiên gọi là rũ bỏ, phiên spin, test lại để kiểm rũ bỏ tất cả những các nhà đầu tư nhỏ lẻ trước khi cổ phiếu kéo lên ạ. Và sau khi cổ phiếu đã bước thoát khỏi cái vùng sideways này, cái đường hai đường màu xanh là đường sideways của cổ phiếu ạ. Và khi bước thoát cái đường này thì 7 đến 80% cổ phiếu sẽ test lại vùng hỗ trợ trước khi tăng giá. Và sau khi tích lũy cổ phiếu bứt thoát được cái vùng tích lũy thì bắt đầu vào giai đoạn thứ hai là giai đoạn tăng giá, match up là tăng giá. Và sau giai đoạn tăng giá thì đến giai đoạn phân phối cổ phiếu. Giai đoạn 3 là giai đoạn phân phối cổ phiếu. Đây là các giai đoạn mà các tổ chức bán ra cổ phiếu để chốt lời. Và sau khi chốt lời xong cổ phiếu thì thường cổ phiếu có giai đoạn kéo lên vượt kháng cự và sau đó bước vào giai đoạn markdown là giảm giá, là giai đoạn suy thoái cổ phiếu. Đây là trong 4 cái giai đoạn mà vận động của một cổ phiếu. Khi ta hiểu được, ta nắm được 4 cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ đầu tư có hiệu quả hơn và trở nên đạt được những hiệu quả tốt hơn, thành công hơn ạ. Đó. Bây giờ ta sẽ đi vào từng cổ phiếu, tôi sẽ ví dụ cho 1 đến 2 cổ phiếu để các anh chị các bạn có thể tham khảo. Theo VXA thì chúng ta cần tìm hiểu về nhiều phân tích dựa trên giá và khối lượng và giá đóng cửa. Thì đây là một cái cổ phiếu GMD. Là chiến lược, tôi đã đề ra một chiến lược mua bán cổ phiếu như sau, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Đây là một giai đoạn tích lũy của cổ phiếu GMD. Một giai đoạn sideways tích lũy trong một cái hộp hình chữ nhật dài này, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Trong thời gian là có thể 3 đến 6 tháng. Nếu thời gian tích lũy còn lâu thì các tổ chức gom cổ phiếu còn lớn, thì khi mà thời gian các tổ chức gom cổ phiếu càng lớn thì khả năng tăng giá còn mạnh. Thời gian mà tích lũy của cổ phiếu là mình không thể đoán được là bao lâu. Có thể là 3 đến 6 tháng, thậm chí là 1 đến 2 năm. Tùy theo cái mức độ thu gom cổ phiếu của các tổ chức. Cho nên mình không thể đoán trước và mình không thể mua. Nếu mình mua chờ đợi ở đây thì rất là lâu, không biết khi nào cổ phiếu tăng giá. Cho nên trong giai đoạn tích lũy sideways cổ phiếu thì chúng ta chỉ nên quan sát cổ phiếu. Nền tích lũy của cổ phiếu, tôi có ghi chú ở đây. Và sau đó thì cổ phiếu có một phiên tăng giá mạnh vượt khỏi vùng tích lũy. Đây là phiên tăng giá mạnh vượt khỏi vùng tích lũy, các bạn thấy không ạ? Khối lượng tăng, giá tăng mạnh. Đồng thời ở đây, tôi có ghi chú đây. Điểm nhấn về khối lượng tăng từ 1,5 đến 3 lần so với trung bình phiên của những phiên trước đó. Đây. Cái phiên này khối lượng tăng rất mạnh. Đây là phiên dấu hiệu cho ta nhận biết cổ phiếu này sẽ sắp tới sẽ có xu hướng bắt đầu tăng sau khi cổ phiếu đã tích lũy đủ và các tổ chức đã gom đủ cổ phiếu. Và sau đó khi cổ phiếu tăng lên thì sau đó cổ phiếu sẽ rũ bỏ. Đây là những các phiên rũ bỏ, các bạn có nhìn trên màn hình. Ở đây là 4 đến 5 phiên rũ bỏ. Đây chính là cổ phiếu rũ bỏ trước khi cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng lên. Rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư
non kinh nghiệm, những nhà đầu tư mới chưa có kinh nghiệm nhiều trên thị trường. Các bạn hãy quan sát ở đây. Ở đây là phiên break, khối lượng tăng, giá tăng mạnh. Và đây là những phiên rũ bỏ. Những phiên rũ bỏ, các bạn hãy quan sát là khối lượng là hình như cạn kiệt, là không có nguồn cung. Ở đây là không có nguồn cung. Các bạn hãy thay nhìn ở đây. Không có nguồn cung. Và sau khi rũ bỏ thì cổ phiếu sẽ tích lũy đi ngang. Thường là tích lũy đi ngang là từ 5 đến 13 phiên. 5 đến 10, 12, 13 phiên. Trong là khoảng 2 tuần á. Thường thường là khoảng 1 đến 2 tuần. Thì đây các bạn hãy quan sát. Đây là cái phiên mà khối lượng cạn kiệt. Không còn nguồn cung nữa. Khối lượng rất là thấp. Và ở đây các bạn hãy nhìn cái hộp màu hình chữ nhật màu nhỏ này là biên độ của tất của 7-8 phiên này là siết chặt và cái biên độ dao động là hẹp lại, có nghĩa là cổ phiếu đã tích lũy chặt lại, không có biến động mạnh. Ở đây là có sự biến động mạnh nhưng mà đến đây là đã tích lũy chặt. Đây là giai đoạn gọi là rũ bỏ, đây là tích lũy chặt. Thì những cái phiên mà các bạn, nếu mà các bạn có quan sát hàng ngày thì các bạn nhìn thấy đây là những cái phiên gọi là tích lũy chặt và khối lượng cạn kiệt. Thì những phiên này, nếu những nhà đầu tư mà có kinh nghiệm, người ta có thể mua mua một dần khoảng 30%. 30% ở đây. 20 đến 30% vị thế ở đây, gọi là mua lấy vị thế đầu tiên. Là 20 đến 30% cổ phiếu cần mua. Và sau đó đây là phiên break khỏi cái hộp này. Đây là phiên gọi là với khối lượng, với giá tăng mạnh, khối lượng lớn, lớn hơn cả những cái phiên break đầu tiên ở đây. Đây là chính là những dòng tiền thông minh đã tham gia vào cổ phiếu. Và các bạn hãy mở điểm mua này. Đây là điểm mua, các bạn có thể mua 50%, 40 đến 50% của lượng cổ phiếu mình cần mua. Nếu các bạn không mua ở những phiên này thì đây là điểm mua đầu tiên của các bạn. Điểm mua đầu tiên có thể là mua 50% cổ phiếu. Và sau đó cổ phiếu sẽ tăng. Sẽ tăng lên. Và có một phiên tích lũy lại và tiếp tục tăng phiên thứ hai với giá tăng mạnh, khối lượng lớn. Đây là điểm mua thứ hai. Đây là điểm mua thứ nhất. Và đây là điểm mua ở này. Điểm mua ở này là dành cho những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, lấy vị thế một phần trước khi cổ phiếu tăng. Và những nhà đầu tư mà chưa có kinh nghiệm thì ta nên chọn những điểm break này, điểm thoát khỏi cái này này. Đây là những điểm mua. Điểm mua số 1. Và sau đó khi cổ phiếu tích lũy lại, đây là điểm mua số 2. Mua gia tăng. Trong quá trình mua cổ phiếu các bạn nên chọn chia ra 2 hoặc 3 điểm mua. Có thể là 2 điểm mua thì đây là điểm mua 50% lượng cổ phiếu. Và đây là chúng ta có thể mua thêm 50% khi đã đi đúng xu hướng của chúng ta. Đó là cách quản trị rủi ro, chia điểm mua ra thành 2 đến 3 điểm mua. Và nếu trường hợp tôi ví dụ ở đây cổ phiếu tăng và sau đó giảm mạnh ở đây thì nếu mà vi phạm các lỗ 4 đến 8% thì ta có thể nếu mà nó thủng ở cái vùng đáy này thì ta vui lòng cắt lỗ. Vì sai xu hướng thì ta chỉ có mất 50% của đi bốn, phần đi bốn thôi. Còn nếu trường hợp cổ phiếu đi đúng, ta mua gia tăng thêm đây 50% nữa thì đủ 100% khối lượng chúng ta đã mua. Và sau đó ở đây các bạn thấy khối lượng tăng mạnh, khối lượng tăng mạnh, giá tăng mạnh. Và sau khi hai mua hay để mua này là các bạn không nên mua nữa và bắt đầu theo dõi cổ phiếu của mình. Thì tiếp theo đây là những cái phiên bắt đầu cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng giá, giai đoạn đại giá của tổ chức. Thì đây là giai đoạn chúng ta cần theo dõi quan sát. Và tiếp đến các bạn hãy nhìn thấy ở đây tôi vẽ cái đường hình vuông có cái mũi tên này, có cái hình vuông và có cái hai mũi tên này. Đây chính là chúng ta đo cái khả năng lợi nhuận của chúng ta.
À, chúng ta mua điểm mua đầu tiên và điểm mua thứ hai thì trung bình là giá trung bình ta là nằm ở mức này. Và khi cổ phiếu tăng lên sau khoảng 2 tuần thì đây là đã có lợi nhuận là 20.86%. Đây là tôi chia sẻ về trường hợp cổ phiếu ở giai đoạn tích lũy ngắn, đánh mình tham gia ngắn hạn và trung hạn. Thì khi cổ phiếu đã có đạt lợi nhuận từ 20 đến 25% thì chúng ta quan sát và có thể chủ động chốt lời chủ động khoảng 50% tại những cái điểm này và giữ lại 50% tiếp theo cho đến khi cổ phiếu gãy xu hướng thì ta sẽ bán hết 50% còn lại. Sau khi ta chốt lời 50% lượng cổ phiếu ở tại tại điểm này. Sau khi chúng ta chốt 50% cổ phiếu này thì phần 50% còn lại là đầu tư miễn phí của chúng ta, là trở thành cuộc chơi miễn phí. Lúc đó chúng ta không sợ thua lỗ được và tâm trí chúng ta rất là thoải mái. Nếu cổ phiếu tăng thì ta tiếp tục chốt lời thêm 20% nữa, và nếu cổ phiếu vi phạm cắt MA20, nếu cổ phiếu vi phạm thì ta chốt lời. Còn trường hợp cổ phiếu tiếp tục tăng thì ta chốt lời dần. Có nghĩa là sau khi chúng ta đã chốt lời 50% thì chắc chắn chúng ta đã có lãi và chúng ta giữ lại 50% còn lại khi cổ phiếu tăng, tiếp tục tăng. Và chúng ta sẽ chốt lời từng phần 10, 10, 20% tùy. Đó là theo mỗi khả năng rủi ro của mỗi người. Và các bạn hãy nhìn đây. Đây, sau khi tích lũy lại ở đây 5 đến 6 phiên thì cổ phiếu bắt đầu tăng lại. Tăng lại hai phiên rất là mạnh và khối lượng lớn. Thì đã ở những điểm này ta có thể chốt lời chủ động 10 đến 20% và giữ lại 30% và chờ cho cổ phiếu có thể kết thúc chu kỳ và chúng ta chốt lời. Giai đoạn này là giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu, tăng khối lượng lớn, giá tăng mạnh ở trên cái vùng tích lũy cao. Đây là giai đoạn chạy nước rút, chạy về đích của cổ phiếu. Thì đây là giai đoạn chúng ta nên chốt lời. Tại sao chốt lời 50% ở đây? Tại vì trong nguyên tắc mua cổ phiếu, bạn chốt lời 50 và giữ lại 50. Nếu trường hợp cổ phiếu giảm thì mình cũng đã chốt lời được 50%. Và trường hợp cổ phiếu tăng thì cùng mình cũng may mắn còn lại 50% để tiếp tục cổ phiếu tăng. Đó là nguyên lý trong quá trình chốt lời cổ phiếu, là ta nên chốt lời 50-50. Đó là cách mà chúng ta có thể áp dụng cho cái phương pháp mua cổ phiếu của chúng ta. Sau khi tôi chia sẻ rất là nhiều những cuốn sách về viết về phương pháp mua cổ phiếu theo phương pháp VXA của Quý Ọt, của tất cả các nhà đầu tư nổi tiếng khác trên thị trường, thì sau khi mình đọc và mình hiểu và tham gia thực chiến vào quá trình đầu tư mua bán cổ phiếu thì chúng ta sẽ rút ra những cho bài chúng ta những bài học, những kinh nghiệm thực chiến, những kinh nghiệm để giúp chúng ta đầu tư trên thị trường. Theo đó là theo những nguyên tắc mà chúng ta học được, nhưng thực tế trên thị trường có rất nhiều những cái cổ phiếu vận động là không hoàn toàn giống nhau, và chúng ta cần và đưa ra những cái dự đoán để chúng ta quản trị rủi ro. Vì trong đầu tư về kiến thức chuyên môn chỉ chiếm là 20% sự thành công của chúng ta, và 30% là phụ thuộc vào việc đi vốn, quản trị rủi ro và chia điểm mua, và 50% còn lại là về cảm xúc, về tâm lý giao dịch. 50% là rất lớn, cho nên việc quản lý cảm xúc, tâm lý của giao dịch của chúng ta là liều quyết định 50% sự thành công của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có sự tỉnh táo, sự kiên trì, và để chúng ta có thể đầu tư thành công và hiệu quả. Trong thị trường hiện tại thì do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, của chiến tranh, cho nên thị trường đang ở tích lũy đi ngang, cho nên việc đầu tư rất
khó để kiếm được lợi nhuận. Trong giai đoạn này, các anh chị cần phải kiên trì và chọn những cổ phiếu có dòng tiền để tham gia, và chúng ta tham gia đánh ngắn lợi nhuận khoảng 10 đến 20% tùy theo mức độ quản trị và rủi ro của mỗi người. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe, và các video sau tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cổ phiếu khác nhau nữa. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngoài mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình, những bài học từ sách vở, từ những người thầy, dù chỉ thông qua Internet. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi, thấy phù hợp, cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn thành công.